Phương xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là mùng 4, Phương đang ở nhà anh chị của Phương á cả nhà. Thì anh chị của Phương hôm nay mùng 4 là cúng sức hành, vừa cúng tóc mà vừa cúng sức hành xe luôn. Thì không biết chỗ cả nhà là thường thì cúng mùng mấy. Hôm nay thì anh chị Phương sẵn cái ngày này cũng là cái ngày tốt là sức hành xe luôn. Anh chị Phương có làm vài món để mà cúng sức hành đó cả nhà. Thì Phương cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của Phương nha. Nếu cả nhà yêu thích video của Phương thì cho Phương xin một like, bấm vào nút bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo của Phương nha. Xin chào cả nhà.